Ngày 27 tháng 4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Tham dự lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường chủ trì. Đại diện ban đảng, bộ ngành, các tổ chức thành viên, doanh nghiệp trung ương, đại diện Mặt trận Tổ quốc một số tỉnh cùng dự. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: đến nay, tuyệt đại bộ phận người có công cách mạng đã được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định. Tính đến nay, cả nước có trên 9 triệu người có công, chiếm xấp xỉ 10% dân số, đã và đang hưởng các chính sách ưu đãi của người có công, trong đó có gần 1,2 triệu liệt sĩ, 127.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 2 triệu người là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, hàng vạn người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ngoài các đối tượng được hưởng trợ cấp một lần, chúng ta còn có trên 1,4 triệu người được hưởng trợ cấp hàng tháng. Ông Đào Ngọc Dung cũng cho rằng, trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công, giúp cho họ có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú, rất cần có sự tham gia tích cực hơn nữa của các tổ chức, cá nhân trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Bằng những việc làm thiết thực thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự hưởng ứng của nhân dân, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã triển khai sâu rộng với quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những phong trào đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng dân cư, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần đối với liệt sĩ, thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Trong 10 năm qua, cả nước đã đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa 3.481 tỷ đồng, trong đó quỹ trung ương 41,36 tỷ đồng, quỹ địa phương 3.440,4 tỷ đồng. Chúng ta đã xây dựng gần 90.000 nhà tình nghĩa, sửa chữa 75.000 nhà tình nghĩa với tổng giá trị xấp xỉ 12.200 tỷ đồng, tặng 159.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa giá trị xấp xỉ 955 tỷ đồng. 100% các mẹ Việt Nam anh hùng đã được các đơn vị nhận phụng dưỡng khi các mẹ còn sống. 98% xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, 98,5% người có công với cách mạng hiện nay đã có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở nơi cư trú. Để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công, giúp cho họ có cuộc sống ít nhất là bằng và phấn đấu phải cao hơn mức sống trung bình ở nơi dân cư, chúng ta rất cần sự tham gia tích cực hơn nữa của các tổ chức, cá nhân trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Tôi rất trân trọng cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, và đặc biệt cá nhân đồng chí Chủ tịch đã luôn đồng hành với chính phủ, đồng hành cùng các bộ ngành trung ương trong phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tại lễ phát động, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, hoạt động đền ơn đáp nghĩa là lẽ sống, đạo lý của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các cấp công đoàn cả nước. Trong những năm qua, cán bộ, công nhân viên chức cả nước đã tích cực triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã đọc lời kêu gọi thực hiện 3 tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi gia đình không thuộc diện nghèo hãy bàn bạc và có một việc làm cụ thể để góp phần chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách. Tại lễ phát động, hơn 50 tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 3,8 tỷ đồng.